Đây là tiếng nói Lach Radio Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 90 của bộ truyện Huyền giới Chi Mung Tập này được mang tên là Cường địch hiện thân Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước Ở tập trước thì um, cái không gian nơi thí luyện này tự nhiên xuất hiện một cái um, Cái cây gì đó, cái thủ yêu, thủ nhân gì đó Thì xuất hiện có tu vi thiên vị thì lúc này tìm giết những cái um, người thí luyện ở đây thì đến cả thạch mục cũng không được buông tha nữa cũng bị rượt nữa nhưng mà với tu vi thạch mục hiện tại có thể đối với um, thiên vị được rồi nhờ sự hỗ trợ của cô gái um, cô gái tên gì quên mất rồi cô ta tạo ra một cái uh, khóa được một nhịp làm cho con thụ nhân đó bất động một nhịp vì vậy thạch mục ra tay đánh một hồi thì giết được cái tên này À, đoạn cuối tập trước là thạch mục ánh đau lóe lên là chặt cái khúc gỗ này ra vài khúc rồi đó thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha chúc mọi người nghe truyện vui vẻ xin cảm ơn tất cả mọi người thì ở đoạn cuối tập trước um, thạch mục ánh đau lóe lên thì cái thân hình quái nhân rễ cây bị chém thành vài đoạn rơi trên mặt đất rút cuộc không động đậy nữa bớt quá trong thân thể cũng không xuất hiện yêu hạch như yêu thú bình thường thạch mục thấy như vậy rút cuộc nhẹ nhàng thở ra bạch diễm trên cánh tay trái cùng hai cánh xích diễm sau lưng đồng thời thu lại co quắp ngồi trên mặt đất tay trái nắm lấy một cái quả trung phẩm linh thạch há miệng thở dốc tình huống của hai tỷ đệ bên kia cũng không tốt hơn thạch mục là bao nhiêu Mã Lùng nguyên khí đại thương, sắc mặt trắng bệt gân cốt mềm nhũn, ngồi bệt một bên. Mã Liệt thì càng thi thảm hơn, quần áo bị xé thành mảnh nhỏ, trên người có nhiều vết thương phạm đến gân cốt. Vả lại từng vết thương như trước được bao phủ bởi một tầng hàn khí mậu lam, thân thể không ngừng rung rẩy, đang dốc sức liều mạng thúc dục công pháp trấn áp hàn khí kích thể. Ba người nghỉ tạm gần nửa canh giờ mới thoáng hồi phục lại tinh thần. Gì vị nè, hiện tại có thể nói cho tại hạ nghe về thủ linh dương rồi chứ cuối cùng thạch mục phá vỡ trầm mặc mở miệng hỏi chỉ để hai người sau khi nghe như vậy thân sắc khác nhau liếc nhìn mã lung ho nhẹ một tiếng trả lời các hạ dù sao đối với hai người tỷ đệ chúng ta là ân diện thủ thì sự tình của thủ linh dương kia cũng không phải giấu giếm gì Khi thực điều này cũng không được coi là bí mật gì thủ linh dương không giống yêu thú bình thường mà là yêu thụ đoạt thiên địa tạo hóa hấp thu nhật nguyệt tinh hoa thay ngén mà thành trong cơ thể có một loại thụ tâm thánh dịch mười dạng năm thay ngén một lần vô cùng trân quý hơn nữa nghe nói là thiên địa lực lượng kết tinh ăn vào có thể trực tiếp đề thăng một khoảng lớn tu di mã lung suy nghĩ một chút sau đó trả lời đoạn đường này thạch mẫu đụng phải không ít các đệ tử của đại gia tộc vội vàng chạy đến khu vực trung tâm chẳng lẽ bọn họ đến đều là vì thủ linh dương này sao vậy thạch mục hỏi lại không sai mã lung gật đầu thừa nhận Thạch mẫu mộ có một chuyện chưa rõ nữa Nếu như bí cảnh Thủy Thiên Thanh Sơn 10 năm mới mở ra một lần Mỗi lần đều có vô số đệ tử tiến vào Thụ Linh Dương ở bên trong Sợ là đã sớm bị người ta phát hiện ra rồi Như thế nào mà cái thánh dịch thể 10 dạng năm Vẫn còn ở đây vậy Thạch mục lại hỏi Thạch huynh có chỗ không biết rồi Thụ Linh Dương vô cùng giáo hoạt Mỗi lần thí luyện diễn ra Nó chỉ dùng hóa thân xuất hiện ra bên ngoài Không thể nào tìm được bản thể Vì vậy mà thụ tâm thánh dịch này Đã có hơn 10 dạng năm không người tìm được căn cứ vào phỏng đoán của mấy đại gia tộc bản thể thụ linh dương giống như có duyên cớ gì đó khả năng rất lớn sẽ xuất hiện trong đợt thí luyện này vì vậy mới xuất hiện nhiều các thiên tài đệ tử tụ tập ở đây như vậy mã lùng nói thì ra là như vậy thạch mục như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu thạch huynh mục đích chính của tỷ đệ chúng ta vào bí cảnh chủ yếu là vì cướp lấy vật ấy thạch huynh nếu có hứng thú không bằng cùng hai người chúng ta hợp tác lấy thực lực của thạch huynh cùng với thực lực của tỷ đệ hai người chúng ta Chắc chắn cơ hội sở hữu vật ấy tăng lên không ít đó. Đến lúc đó ba người chúng ta chia đều bảo vật. Tuy rằng số lượng thụ tâm thánh dịch không nhiều, nhưng chỉ cần một giọt, giá trị cũng hết sức kinh người. Mã Lung vừa dùng đôi mỹ nhãn lung lanh mị hoặc nhìn vào Thạch Mục, vừa từ tốn đưa ra đề nghị. Thạch Mục nghe như vậy, lắc đầu tỏ ra vẻ từ chối. Chẳng lẽ Thạch Huynh không tin hai người bọn ta sao chứ? Mã Liệt hư một tiếng nói. <laughs> không phải như vậy đâu, chỉ là hai vị có từng nghĩ tới chút xíu thánh dịch kia lại có thể khiến nhiều đại gia tộc trên khắp trên vực tranh đoạt như vậy tỷ lệ thành công cực thấp đó coi như may mắn đắc thủ đi cũng phải bỏ ra cái giá đắc đến nhường nào chứ thành mục cười nhạt một tiếng rồi hỏi ngược lại điểm đó thạch huynh không cần phải lo lắng đâu kỳ thực toàn thân thủ linh dương đều là bảo vật tuy rằng không thể đoạt được thánh dịch trân quý nhưng mà những thứ khác cũng đủ khiến cho người ta động tâm những người tiến vào bí cảnh trước đây chỉ đánh bại hóa thân cấp thiên vị của thủ linh dương đã có thể đạt được vô số chỗ thuốc rồi huống hồ lúc này bản thể của nó đã hiện thân rồi mã lung khẽ cười nói thạch mục nghe như vậy không khỏi có chút kinh ngạc trầm ngâm suy nghĩ thạch huynh cái này gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm lúc này tiến đến còn kịp chậm chờ thêm nữa chỉ sợ một chút cơ hội cũng không còn đâu mã liệt nhìn thấy thạch mục tựa như có chút động tâm bèn lên tiếng khuyên dụ nếu như hai vị đã nói như vậy rồi thì thạch mục cũng muốn thử vận may của mình một lần có điều trên đường đi vẫn mong hai vị có thể kể thêm cho ta ít sự tình liên quan đến thủ linh dương này. Thành một rút cuộc gật nhẹ đầu. <laughs> Hoàn toàn không có vấn đề. Mã Lung nghe như vậy vô cùng vui mừng lập tức đáp ứng. Sau gần nửa canh giờ, ba bóng người vừa nói chuyện với nhau vừa cấp tốc tiến về phía trước. Không nghĩ tới thủ linh dương còn có thần thông như vậy. Thành một thở dài một hơi rồi nói tuy thủ linh dương toàn thân là bảo nhưng thực lực không thể khinh thường tiếp theo vẫn cần thạch huynh hao túng tâm tư mã lùng chắp tay nói với thạch mục đúng rồi thạch huynh ạ à. sao lại không thấy con vẹt của ngươi đâu vậy không chờ thạch mục lên tiếng mã liệt đột nhiên hỏi tại sao đạo hữu có vẻ quan tâm đến linh sủng của thạch mổ như vậy chứ nó chỉ là một loài chim bình thường thôi mà thạch mục liếc nhìn mã liệt rồi nói <laughs> Giống dạng đó rất có linh tính Tại hạ vô cùng ưa thích Kỳ thật trước kia mã mổ Cũng có một đầu linh sủng tương tự Chỉ tiếc là mấy năm trước vì nghĩ cách cứu ta Nó đã bất hạnh gặp nạn Vì vậy nhìn thấy anh vũ của đạo hữu Ta liền cảm thấy vô cùng thân thương Không biết Mã liệt tỏ ra vẻ thương cảm đáp lời Không được đâu Chớ nên nhắc lại sự tình linh sủng nữa Ta đã nói không bán là không bán rồi Được rồi, nếu đã nghỉ ngơi đầy đủ rồi Chúng ta cũng nên bắt đầu xâm nhập trung tâm bí cảnh tìm kiếm vị trí của thủ linh dương thôi. Thành Mục đưa tay ngắt lời, nói xong hắn đưa mắt nhìn sang Mã Lung bên cạnh. Thái trào hữu, chờ một chút. Mã Lung nói xong liền đảo tay phát ra ánh sáng màu đỏ. Một hòn đá hình tiểu ngư dài chừng hai thúng, trên người phủ đầy đường vân đụng xanh, theo đó hiện ra trong lòng bàn tay. À, đây là... Thành Mục tỏ ra vẻ khó hiểu. Đây là ly văn đồng ngư, cho một vị tiền bối của bổn tộc sử dụng một loại khoáng thạch ở trung tâm bí cảnh chế thành thứ này có liên hệ nào đó với địa phương đó có thể giúp ta không rơi vào tình trạng mất phương hướng mã lùng giải thích mã lùng nói xong lập tức thâm nhập một tràng chú ngữ khó hiểu vào đó mặt ngoài đồng ngư lập tức nổi lên vô số linh quang xoay tròn giữa lòng bàn tay của nàng sau một lát hai mắt đồng ngư thình lình sáng lên hai điểm hồng quang đình chỉ chuyển động đầu cá từ từ chỉ về một phương hướng ba người liếc nhau không nói thêm gì nữa đi theo phương hướng mà đồng ngư đã chỉ trên đường đi thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thi thể đệ tử các tộc những thi thể này vô luận hình thể lớn hay bé đều rơi vào tình trạng khô quắc trắng bệt khuôn mặt méo mó vặn vẹo tử trạng thê thảm hiển nhiên đều chết do bị đám rễ cây quỷ dị đánh lén điều này khiến cho ba người càng thêm cảnh giác may mà bọn họ không bị tập kích thêm nữa may mắn hơn chính là những thi thể ven đường còn nguyên túi trữ vật cùng thanh sơn lệnh Ba người thạch mục dĩ nhiên không chút khách khí thu thập toàn bộ trữ vật giới chỉ cùng linh thạch, tài vật cũng như yêu hạch bên trong lệnh bài. Ba ngày sau, điểm tích lũy của thạch mục đã gần đến mức 30 vạn, vì vậy thứ hạng của hắn theo đó đề tăng nhanh chóng lên mức 180, tuy vậy vẫn còn một đoạn không nhỏ để đến vị trí 108 người dẫn đầu. Từ đó có thể thấy được, trong thời gian này, không phải chỉ có ba người bọn họ may mắn nhặt được thanh sơn lệnh rơi rớt đâu, Ngoài ra đến thời điểm này, số người tham gia thí luyện chỉ còn lệ ước chừng 2.300 người. Thời gian lại trôi qua một ngày, hiện ra trước mắt ba người là một rừng rậm nguyên sơ có chút u ám. Đại thủ trong rừng đều cao hơn trăm trượng, thân cây phủ đầy cỏ xỉ rêu xanh, tương đối ẩm ướt. Đích đến chỉ còn không đến 500 dặm gì phía trước nữa. Mã lùng nắm chặt tay, thu hội động ngư, chỉ tay về phía xa. Thạch mục nhìn theo phương hướng trước mặt, khắp nơi đều là đại thủ xanh rì, căn bản không thể phát hiện tung tích thủ linh vương. Đúng vào lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng nổ âm âm cực lớn, âm thanh tựa như sấm rền khiến cho cây cối xung quanh đồng loạt rung rẩy. Thành một sắc mặt khẽ biến, lập tức tiến lên phía trước, tỉ mũi mã lung quay sang nhìn nhau rồi cũng theo sát phía sau. Qua hơn trăm dặm, trước mắt thạch mục hiện ra một cái bãi đất trống. Nói nơi này là đất trống cũng không chính xác, bởi vì trên đó có hơn 10 cây cổ thụ gãy đổ, cành lá rơi đầy trên đất, thoạt nhìn vô cùng bừa bụng. Bên trên một thân cây gãy có một bóng người cao lớn đứng chắp tay, chắn ngay lối đi về phía trước. Người nọ mặc trường bào màu xanh đưa lưng về phía đám người thạch mục, đôi cánh cùng màu buông lỏng sau lưng. Gã ngước đầu nhìn chăm chú lên không trung tựa như không thèm để ý đến đám người họ thạch đang đến gần. Lại là một tiếng động kịch liệt khiến rừng cây lần nữa rung lắc, Giữa không trung, một đám sương mù màu lục đang va chạm kịch liệt với hỏa cầu khổng lồ, nhưng lập tức tách ra. Sương mù màu lục kia giống thực nhưng không phải là thực, lục quang bên trong ngưng thực, hào quang bên ngoài lại có chút ảm đạm. Sau khi va chạm với hỏa diễm, liền bốc lên khối trắng. Về phần hỏa cầu khổng lồ, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, bên ngoài thỉnh thoảng lại có từng ngọn lửa nhỏ dính phải lục vụ, tách khỏi hỏa cầu rơi xuống mặt đất. Một trong số đó rơi xuống trước người thành mục, lập tức tạo nên một cái hố thật to. Thạch Mục đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy ngọn lửa kia chẳng những không tắt mà còn không ngừng chìm sâu vào lòng đất. Thế như vậy hắn không khỏi rùng mình, đồng thời mơ hồ cảm thấy hỏa cầu khổng lồ kia tỏa ra khí tức có chút quen thuộc. Không trung phía trên, ánh lửa thình lình tăng vọt, chính giữa tách ra mấy trăm hỏa cầu đỏ thẳm lớn chừng quả đấm, tựa như là sao băng đập tới sương mù màu lục. Lục phủ cũng đột nhiên tỏa sáng hào quang, một đạo sương mù ngưng thực trong nháy mắt, tựa như loan nguyệt thúy đao nghền đón lưu tinh hỏa vũ. Vô số tiếng nổ rung trời chuyển đất vang lên, bầu trời nổi lên mảng lớn sương mù màu lục, hơn 10 quả cầu lửa rơi xuống từ giữa không trung, đánh gãy cây cối bên dưới. Còn đám sương mù rơi từ trên cao xuống, lập tức bám lấy thân cây đổ sổ bên dưới. Chỉ thấy đại thụ vốn đang xanh tốt đột nhiên như bị rút khô, trở nên khô héo, sau đó chuyển sang màu xám trắng như bị thiêu đốt, chỉ còn lại một đống tro tàn. Cảnh tượng này khiến cho ba người thạch bục biến sắc, đồng loạt lui nhanh về sau, Đúng lúc này, bốn người vẫn luôn đưa lưng về phía bọn họ đột nhiên quay lại, để lộ gương mặt trẻ tuổi nhìn như chim ưng, chỉ thấy hai gò má gầy ốm, xương má nhô cao, hốc mắt hãm sâu, mũi ưng uốn lượn vô cùng thu hút sự chú ý của người khác. Thanh niên mũi ưng liếc nhìn đám người thạch mục, khóe miệng đột nhiên mỉm cười. Thân ảnh một hồi mơ hồ, sau đó thình lình biến mất tại chỗ. Thạch mục biến đổi sắc mặt, kim quang trong mắt lóe sáng, thân thể không lui mà tới. Vẫn thiết khắc đau sau lưng thình lình rời vỏ, vung về phía trước. Xoẹt một tiếng, chỉ thấy trường đau hiển lộ phong mang, trong nháy mắt biến thành 13 đạo đau ảnh che kín không gian trước mặt. Vèo một tiếng, không khí phát ra tiếng vang nhỏ, thanh niên mũi ưng vốn đang biến mất đột nhiên xuất hiện bên trong cái sống đau của thạch mục. Chỉ thấy tay phải của gã kẹp chặt một thanh dao găm xanh biếc như lá liễu, thân hình nhẹ nhàng phiêu hút, nhẹ nhàng tránh thoát 13 đạo đau ảnh trùng điệp. Sau khi dễ dàng né được 13 ánh đau tựa như tia chớp, gã lại trở về vị trí ban đầu, mỉm cười với thạch mục bởi vì hết thể diễn ra chỉ trong nháy mắt cho nên thoạt nhìn tựa như là thanh niên mũi ưng không hề di chuyển mà chỉ quay người một cái mà thôi thành mục đương nhiên biết rõ vừa rồi không phải là ảo giác mà là sự tình thực sự xảy ra vừa mới bắt đầu hắn đã cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ đối phương rồi <laughs> có thể nhìn thấu thân pháp vô ảnh của ta miễn cưỡng đạt được tư cách tham gia chuyện này thanh niên mũi ưng quan sát thạch mục vừa gật đầu tỏ ra vẻ hài lòng vừa cười nói Thành Mục vẫn không trả lời, tay phải nắm chặt hát đau, tay trái siết lại thành quyền, ánh mắt tập trung quan sát đối phương. Vậy phần hai kẻ thấp kém các ngươi, ngay cả mục kích của ta cũng không tiếp. Từ chỗ nào đến thì mau cút về đi. Thủ linh dương kia tuy rằng toàn thân là bảo, nhưng không đến phiên đám phế Giật các ngươi đánh chủ ý đến đâu. Thanh niên mũi ưng không thèm để ý, ánh mắt đảo qua nhìn gắt gao vào hai tỷ đệ gần đó, lời nói không hề che giấu sự khinh miệt. Thạch Mục nghe như vậy nhướng mày nhìn sang hai người mã lung, mí mắt không khỏi giật mạnh, chỉ thấy mã liệt đang ôm cánh tay trái sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía thanh niên mũi ưng mã lung thì đang ôm chặt tay phải sắc mặt trắng bệch y phục cả hai đều bị máu tươi nhuộm đỏ hiển nhiên đã bị thương rồi tuy rằng thạch mục dựa vào tinh thạch dư giả nên du lịch mấy năm khắp thế giới tinh vực miễn cưỡng coi như kiến thức rộng rãi lúc này cũng cảm thấy âm thầm hoảng sợ thanh niên mũi ưng đang lúc tấn công hắn không ngờ vẫn còn dư lực sử dụng dao găm đánh thương hai người mã lung thần pháp quỷ dị, tốc độ mau lẹ có thể nói là bình sinh hiếm gặp. Nếu không nhờ vào thần thông linh mục có thể suýt soát nhận ra động tác của đối phương, chỉ sợ vừa rồi hắn cũng khó tránh việc bị thương rồi. Thần pháp vô ảnh, người là Thanh Trường Thiên đến từ Hắc Nguyệt Tinh sao? Mã Lùng vừa nghe đến bốn chữ thần pháp vô ảnh, thân thể thình linh rung rẩy, nghẹn ngào thốt ra. Người, người chính là Thanh Trường Thiên. Mã Liệt nghe như vậy cũng hoảng sợ nói ra một câu, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu, nếu như đã biết ta là ai còn không mau cút đi muốn bản thiếu gia ra tay tháo rời các ngươi thành tám khối hay sao vậy hốc mắt hãm sâu của thanh trường thiên nổi lên hàng quang lời nói không chút khách khí hai tỷ muội mã lùng liếc nhau đều nhận ra vẻ bất đắc dĩ trong mắt đối phương dù muôn vạn không muốn nhưng cũng không thể đặt cược mạng sống ở đây cũng may gã họ thanh kia tự hồ khinh thường thanh sơn lệnh của hai tỷ muội nên không buộc bọn họ bóp nát ngọc bội để rời khỏi bí cảnh mà chỉ cưỡng ép cả hai rời khỏi khu vực trung tâm Nghĩ đến đây, bọn họ không dám nấn ná thêm nữa, nhanh chóng lặng lặng rời đi. Thành Mục thấy như vậy, mặc dù thân sắc không có bao nhiêu biến hóa, nhưng mà nội tâm càng thêm vài phần kiên kỵ đối với thanh niên mũi ưng này. Hắn có thể đánh giá tương đối thực lực của tỷ đệ Mã Lung, người này có thể khiến cho bọn họ không dám phản kháng dù chỉ một chút, đủ thấy thực lực không phải tầm thường. Sau khi tỷ đệ Mã Lung rời đi, trận chiến giữa hai luồng sáng trên bầu trời cũng bước vào giai đoạn gây cứng sương mù màu lục sen lẫn quan mang chớp động hai luồng lục vụ ở trung tâm kéo dài sang hai bên lại hóa thành hai cánh chim khổng lồ màu xanh vũ động điên cuồng giữa không trung bên dưới mỗi cái đều có sương mù màu lục cuồn cuộn phóng tới theo tốc độ vỗ cánh càng lúc càng nhanh sương mù ngưng tụ chính giữa càng ngày càng ngưng thực ở đó tựa hồ còn có lưu quan chớp động bộ mặt cự điểu càng nhìn càng giống phỉ thúy trong lúc đó hỏa cầu đó được lúc này cũng bất ngờ lớn lên gấp bội ngọn lửa ở phía trung tâm không còn mang màu đỏ thẫm mà đã mơ hồ phát ra từng sợi kim quang tựa như vòng xoáy xoay tròn thật nhanh theo kim quang ngày càng rực rỡ vòng xoáy cũng chuyển động càng nhanh tựa như mắt bão màu sắc cũng chuyển thành trắng xóa bên trong tràn ngập năng lượng cuồng bạo đôi cánh khổng lồ vung mạnh một cái mảng lớn sưng mù màu lục cuồn cuộn một hồi sau đó tựa như là chim điêu thinh linh vọt tới quả cầu lửa gần như cùng lúc dòng xoáy hỏa diễm bên trong hỏa cầu tựa như là cũng vừa đạt đến lực lượng mạnh nhất lập tức xoay tròn lao đến vị trí của lục vụ bầu trời truyền đến tiếng nổ tựa như là thiên băng địa liệt ánh sáng chói mắt bộc phát sương mù xanh lục cùng ánh lửa kim sắc vốn lẫn vào nhau chật bạo liệt sau đó phân ra hai bên nửa trái không trung cuồn cuộn lục vụ tựa như sóng biển màu xanh lá rút xuống mặt đất phân nửa còn lại chìm trong biển lửa vô số hỏa diễm hình tròn rơi xuống mặt đất như sâu băng Thạch Mục nhìn thấy hỏa vũ rơi xuống, bèn nhúng chân chuyển mình lùi về sau hơn trăm bước, tránh khỏi khu vực bị ảnh hưởng. Là chú thích nha, hỏa vũ có nghĩa là mưa lửa. Tiếp tục. Mấy trăm cây đại thụ bị hỏa cầu quét ngã, liệt diễm rào rạc thiêu đốt mọi thứ thành tro bụi. Trong nháy mắt, khu vực rộng lớn đã bị biến thành biển lửa. Thanh Trường Phong vốn đứng giữa bãi đất trống, chẳng biết đã biến mất từ lúc nào. Sau đó quỷ dị xuất hiện bên cạnh cái gốc cây đại thụ cách thạch mục không xa, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào bãi đất bên cạnh biển lửa tại đó sương mù màu lục rộng hơn 10 trượng đáp xuống từ giữa không trung nhanh chóng bao phủ mấy trăm gốc đại thụ khác xoèn xoẹt thạch bụt nghe được từng tràng âm thanh quái dị ngay sau đó đống cây lớn trong biển lửa tựa như là bị hút sạch nhanh chóng héo rũ thành bùn nhão rơi rụng trên đất rồi hóa thành một bãi chất lỏng màu lục chất lỏng này lan ra xung quanh rồi bắt đầu thấm vào lòng đất không khí theo đó dâng lên mùi hương khó nói nên lời mảnh đất màu xanh lá cây kia lại như sống lại bắt đầu ngọ nguậy khe khẽ khi đưa mắt nhìn sang thạch mục không khỏi có chút hoảng sợ nơi đó thình lình biến thành một mảnh đầm lầy màu xanh lá cây phía trên tràn ngập sương mù âm u màu lục thỉnh thoảng lại có một đám bông bóng vỡ ra khi biển lửa cùng đầm lầy kia được hình thành trận chiến giữa không trung cuối cùng cũng ngừng lại sương mù màu lục cùng hỏa cầu vốn đang tranh đấu kịch liệt cũng lần lượt tản đi hai thân ảnh theo đó hiện ra giữa không trung lờ lửng ở trên biển lửa là đại hán đầu trục với làn da đỏ thẫm mà thạch mục từng gặp xích nghi tử người còn lại đang đứng trên đầm lầy ngược lại có chút lạ mặt chỉ thấy người nọ toàn thân bọc trong trường bào rộng thùng thình màu xanh lá ngay đến khuôn mặt cũng bị vải xanh che đậy không nhìn ra biểu lộ chỉ có đôi mắt tỏa ra quan mang đọa người sắc mặt xích nghi tử lúc này có chút khó coi ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào người mà áo bầu xanh đó Xích ngay tử, mặc dù ngươi là tuyệt thế thiên tài đến từ hỏa nguyên tinh, sở tu hỏa công vốn là có vài phần khắc chế đối với độc công của tại hạ, nhưng mà lửa cảnh ta cũng là đệ tử dòng chính của một trong tam đại gia tộc ở thiên độc tinh. Ta dặn ngươi dù có đánh tiếp ba ngày ba đêm ở đây cũng rất khó phân được thắng bại đó. Người mà áo bầu xanh không chú ý tới vẻ gầm ghè của xích ngây tử mà chỉ nhàn nhạt nói ra. Xích ngây tử hừ lạnh một tiếng nhưng không phản bác gì thêm bởi từ đấy lộn gã cũng có kiến giải như vậy. Chẳng lẽ ngươi muốn kẻ khác được lợi Chấp tay dân tặng thủ tâm thánh dịch cho huynh đệ nhà họ ô hay sao vậy Người mà áo bộ xanh thấy đối phương phản ứng như vậy Bèn nhíu nhíu mày rồi tiếp tục nói Thôi được rồi Tuy ta không vừa mắt với thiên độc tinh các ngươi Nhưng huynh đệ họ ô của địa cầm tinh kia Mới là đại địch của hỏa nguyên tinh Ta dẫn ngươi tạm thời dùng tay Vậy sao sẽ chính thức phân rõ cầu thấp vậy Thanh trường thiên nào Dân tộc kia rốt cuộc có gì quan trọng Tại sao không đuổi đi như đám người kia Xích nghi tử rốt cuộc đanh mặt đáp ứng một cách miễn cưỡng nhưng ánh mắt đảo qua xung quanh sắc mặt lập tức trầm xuống <laughs> nếu có thể đuổi đi một cách đơn giản ta đã sớm làm rồi các ngươi đừng vì cái vị huynh đài này đến từ nhân tộc mà xem thường nói không chừng thực lực của hắn cũng không thua kém gì chúng ta đâu thanh trường thiên nghe xong cười hăng hắc vài tiếng sau đó trả lời thực sự lợi hại như vậy sao Lữ cảnh nghe như vậy không đợi xích nghi tử kịp phản ứng đã tò mò đánh giá thạch một vài lần sau đó bỗng nhiên nhíu hai mắt lại phóng ra một tia sáng màu lục thạch mục cảm ứng được ánh mắt của đối phương bèn ngẩng đầu nhìn lên một cách vô thức oanh một tiếng vừa chạm phải ánh mắt của lữ cảnh thạch mục bỗng nhiên biến đổi sắc mặt hắn cảm thấy đầu óc ầm vang một tiếng tựa như sắm rền nổ mạnh chấn động khiến thần thức hải cuộn lên hai mắt đâm đâm ngay đến đầu lưỡi cũng có chút tê rần tầm nhìn của hắn đột nhiên trở nên trống rỗng đại thụ biển lửa đầm lầy cùng người mặc áo bầu xanh đều biến mất không còn thấy gì nữa trước mắt chỉ còn lại một mảnh xanh sẫm ngập trời kín đức thanh trường thiên đứng cách thạch mục không xa nhau mắt quan sát thạch mục một cách kỹ càng Tựa như có điều suy nghĩ xích nghi tử nhìn sang lục bào nhân kia ánh mắt không hề che giấu vẻ chán ghét cùng xem thường nhưng mà khi nhìn đến thạch mục nhãn thường lại nhiều hơn một tia thương cảm theo gã cả suy đoán một tiểu tử nhân tộc không thể nào là đối thủ của lữ cảnh được lúc này đây chung quanh thức hải của thạch mục là sương mù dày đặc bên trong thức hải lại là sóng biển cuồn cuộn. Giữa sóng to gió lớn, một người tí hon màu vàng kim tựa như con thuyền cô độc, nhấp nhô theo gần sóng không theo quy tắc nào. Sương mù màu lục càng lúc càng gần như muốn xâm nhập thức hải của hắn. Đúng lúc này, thân thể người tí hon đột nhiên sáng lên một đạo kim quang. Ánh sáng tựa như là vòng tròn gợn sóng, tán ra xung quanh, nhanh chóng ngăn cách sương mù màu lục bên ngoài thức hải. Chỉ thấy cái ánh sáng tựa như sương mù màu xanh lá bỗng nhiên hóa thành từng cái tia mảnh cùng màu mà mắt thường không thể nhìn thấy được lao đến đôi mắt của thạch mục nhưng mà bị kim quang ngưng thực ngăn cản những tia mảnh màu lục kia tựa như xúc tu li ti không ngừng dễ dụa nhằm đột phá kim quang tiến vào bên trong đồng tử của thạch mục thế nhưng kim quang nhìn như đơn bạc lại hết sức cứng cỏi bất luận xúc tu li ti kia có thể dễ dụa thế nào cũng không thể xuyên qua được sau một lát chỉ thấy những tia sáng li ti màu lục đột nhiên tán loạn trực tiếp biến thành sương mù vô sắc vô hương thẩm thấu vào trong kim quang. Biến đi! Nhưng mà lúc này Thạch mục đã khôi phục sự tỉnh táo, há miệng quát lớn một tiếng. Kim quang trong mắt thình linh đại thịnh phóng ra tựa như thực chất, đánh thẳng đến sương mù kia. Xeo xeo, từng tiếng nhỏ yếu đến mức chỉ có thạch mục nghe được vang lên. Sương mù trước mặt hắn đột nhiên bị kim quang bao bọc, bốc hơi trong nháy mắt. Hải dương xanh lá trước mắt thạch mục bỗng nhiên thối lui, cảnh vật lần nữa hiện ra rõ ràng. Nhưng kim quang trong mắt hắn vẫn không tiêu tan, hơn nữa còn bắn thẳng về phía người mà áo bộ xanh nữa. Chỉ nghe lục bào nhân đột nhiên quát to một tiếng, thân hình rung rẩy mấy cái. Chỉ thấy đôi mắt vốn luôn sáng người của gã đột nhiên trở nên ảm đạm đôi chút, nơi khóe mắt xuất hiện tơ máu màu đen như con rắn nhỏ chảy xuống, thấm ướt cái tấm vải màu lục trên gò má. Cùng mẹ nó, tiểu tử dân tộc này lại có linh đồng chi thể, phá giải được hết nhập một độc cổ đại pháp của ta. Lữ cảnh che mặt thốt lên kinh hãi. Sydney tử nhìn thấy cảnh này không khỏi có chút giật mình, nhịn không được đánh giá thạch mục một cách cẩn thận ồ dường như ta đã gặp ngươi ở đâu rồi xích ngây tử khẽ a một tiếng sau đó hỏi dò thức lạc thảo nguyên thạch mục không nhanh không chậm trả lời quả ừ, nhưng là như vậy xem ra lúc ấy ánh mắt của ta thật dụng về vốn đã xem nhẹ ngươi rồi xích ngây tử vỗ mạnh vào óc tỏ ra vẻ hiểu ra thanh trường thiên từ đầu đến cuối chứng kiến hết thảy bộ dáng có chút hả hê Nhìn thấy kết quả của lửa cảnh như vậy, gã và sức ngây tử đã hoàn toàn bỏ qua ý định ra tay thử sức thạch mục. Lửa cảnh đưa tay che mắt, bàn tay lập lòe lục quang. Sau một lát ánh mắt của gã rốt cuộc khôi phục như lúc ban đầu. Trong lúc tức giận, người gã nổi lên lục mang nhàn nhạt như muốn ra tay lần nữa. Thạch mục thấy như vậy chân mày vểnh lên, thân người tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Hắn đã âm thầm thúc giục lực lượng đồ đằng trong cơ thể, tỏa ra khí tức hung hãn của dao lông kim sắc, khí thế bạo tăng, Lửa cảnh biến sắc, ánh mắt nhìn về phía thạch mục càng thêm ngưng trọng. Trong lúc hai người dừng cùng bạc kiếm, tình thế hết sức căng thẳng, một bóng người lóe lên, thanh trường thiên đã lách mình trắng giữa rồi. Khoan hẳn ra tay! Thanh trường thiên, chẳng lẽ người muốn thử qua độc công của lữ mẫu sao? Lửa cảnh giận dữ quát lớn. Nếu như lữ huynh của nhã hứng, tại hạ tất sẽ phụng bồi, có điều trước mắt thủ linh dương đã xuất thế rồi, nếu chúng ta lề mề ở đây, thủ tâm thánh dịch nhất định rơi vào tay kẻ khác đó. Thanh Trường Thiên trả lời một cách nghiêm túc. Lữ Cảnh nhướng mày im lặng, lục mang trên người dần dần thu liễm. Thành một thấy như vậy cũng thở dài một hơi, khí thế thu lại không ít. Chưa vậy nè, bốn người chúng ta gặp nhau ở đây, không bằng tạm thời liên thủ một phen. Bên trong bí cảnh lúc này, số người dầm ngó thủ tâm thánh dịch nhất định là không ít đâu. Ngoại trừ huynh đệ họ ô, chỉ sợ còn có không ít cao thủ giấu mặt nữa. Bốn người chúng ta trước tiên đánh lui những đối thủ khác, sau đó hợp lực chém giết thủ linh dương, còn hơn là sống mái với nhau tại đây dẫn đến kết cục lớn bại câu thương hay sao chứ không biết chư dị nghĩ thế nào vậy thanh trường thiên ngắm nhìn bốn phía chậm rãi nói ra xích nghi tử nghe như vậy thân sắc hơi động thành mục cũng lộ ra vẻ suy tư <laughs> sau khi chém giết thủ linh dương thì sao thủ tâm thánh dịch cùng những bảo vật khác phải chia thế nào đây lữ cảnh lại hỏi đến lúc đó kẻ thù bên ngoài đá trừ ta và ngươi tất nhiên sẽ dùng năng lực bản thân để tranh đoạt cái này còn phải hỏi hay sao chứ thanh trường thiên cười khẽ sau đó trả lời một cách thản nhiên lữ cảnh và xích ngây tử nhìn nhau tuy đều có chút động tâm nhưng vì cố kỵ nên vẫn chưa quyết đề nghị của thanh huynh không tệ thạch mục nhận lời thanh mục chợt lên tiếng tốt thành đau hữu quả nhiên là người thông khoái đó thanh trường thiên thấy như vậy lập tức đại hỉ nhìn thấy thạch mục đáp ứng lữ cảnh cùng xích ngây tử rốt cuộc lần lượt nhẹ gật đầu <laughs> rất tốt bốn người chúng ta liên thủ quét ngang bí cảnh chỉ sợ tuyệt không vấn đề thanh trường thiên thấy như vậy không khỏi cười to một cách hưng phấn <laughs> chỉ hy vọng đừng có kẻ nào đó dướng tay dướng chân mà thôi lữ cảnh lại nhìn thoáng qua thạch mục sau đó lạnh giọng nói ra thạch mục lùm lại một thoáng nhưng không nói gì xích nghe tử thì lại không nói một lời thân thể bỗng nhiên hóa thành một đạo xích quang bay về khu vực trung tâm bí cảnh <laughs> xem ra xích thuần có chút nóng lòng chúng ta cũng đi nhanh thôi thanh trường thiên cười to thân thể tiếp đó được một đoàn thanh quang nâng lên bay về phía trước với tốc độ kinh người thành một cùng lữ cảnh nhìn nhau đồng thời thúc giục động quan theo sau bốn người đều không có ý định che giấu hành tung bốn đạo động quan sánh vai hướng về trung tâm bí cảnh tỏa ra khí thức khủng bố khiến cho yêu thú trên đường trốn tránh thật xa đến lúc này những đối thủ gặp phải trên đường đều có thực lực mạnh mẽ hoặc đi thành nhóm nhưng vẫn không đáng để bốn người xem trọng tuy tiện một người đều dễ dàng đánh bại những kẻ bắt gặp tựa hồ đặt thành hiệp nghị nào đó một khi có người ra tay thì ba người còn lại tuyệt đối không nhúng tay vào về phần thanh sơn lệnh của đối phương tự nhiên thuộc về người ra tay chứ không chia đều như trước trong lúc này điểm tích lũy bên trong thanh sơn lệnh của thạch mục rốt cuộc bước vào 108 thứ hạng đầu rất nhanh bốn người với khí thế như là trẻ tre đã tiếp cận trung tâm bí cảnh vào thời khắc này, kim quang trong mắt thạch mục lóe lên, đụng quang cũng ngừng lại. Phía trước là một hạp cốc, có điều xương trắng mênh mông không thể nhìn rõ. Thạch đạo hữu, sao vậy? Thanh trường thiên cũng ngừng lại. Xích ngây tử nhìn qua thạch mục rồi cũng ngừng lại, chỉ có lửa cảnh hừ một tiếng không thèm ngừng lại. Có điều ngay khi gã vừa bay đến hạp cốc, xương trắng bỗng nhiên nhộn nhạo, một đạo hoàng ảnh hẹp dài từ đó bay ra như một tia chớp. Lửa cảnh biến sắc hét lớn một tiếng, lục quang bên ngoài thân thể đại phúng ngưng tụ thành cái vòng bảo hộ lục sắc hoàng ảnh quất mạnh lên người lửa cảnh tạo nên tiếng vang thật lớn họ lữ không kịp chuẩn bị thân thể liền bị đánh văng tựa như cuồng phong lá rụng lụng nhào về sau gã gầm nhẹ một tiếng thân thể đại phúng lục quang sau khi đứng vững khuôn mặt trăng đầy giận dữ lại muốn ra tay Lửa đậu hữu khoan đã thanh trường thiên khẽ nhoáng thân hình xuất hiện bên cạnh lửa cảnh thò tay ngăn cản gã lại thành một cung xích ngây tử cũng bay tới sắc mặt ngưng trọng Lửa cảnh nhìn về phía trước không khỏi rùng mình chỉ thấy hạp cúc bên dưới sương mù lãng đảng tường đạo thân ảnh to lớn chui ra thình lình có một hai chục con yêu thú cỡ lớn bọn chúng thoạt nhìn không phải đồng loại bộ dáng thiên kỳ bách quái khí tức ngũ hành tỏa ra cũng khác nhau phi dực giác mãn sư hổ thú điệp lan ngạc giáp hùng những yêu thú hung hãn này vốn dĩ không có khả năng cùng tồn tại nhưng lúc này không hề có ý tàn sát lẫn nhau mà chỉ mang ánh mắt hung ác nhìn về phía bốn người thạch mục. Sắc mặt cả bốn trầm xuống, đám yêu thú này đều đã đạt đến địa giai, có con còn mang đẳng cấp hữu kỳ. Đường đã độc đấu thì bọn họ không ai e ngại, nhưng mà những con yêu thú này số lượng như vậy lại là chuyện khác. Tại sao thoáng cái xuất hiện nhiều yêu thú như vậy chứ? Thanh trường thiên châu mày nói ra. Chẳng lẽ là do thụ linh dương gọi đến sao? Xích ngây tử nghi hoặc. Không, những thứ này không phải yêu thú đâu, và là rễ cây hóa hình tạo thành. Thành một trong mắt lóe lên kim quang, đột nhiên mở miệng nói ra. Vừa dứt lời hắn vương tay tung trảo, một ánh lửa bắn đến phi dực giác mãn màu vàng gần đó nhất với tốc độ nhanh như tia chớp. Đây là thủ phạm chính đánh lén lửa cảnh ban nãy. Phi dực giác mãn uốn éo như là muốn né tránh, nhưng mà ánh lửa bay đến quá nhanh. Mặt ngoài thân thể của nó bị ánh lửa chạm đến, diễm quang bạo liệt, lập tức có mấy mảnh vảy rắn biến thành vỏ cây cháy đen tróc ra, Phi dựt giác mãn đau đớn ngửa đầu gầm rít, nhưng chỉ sau một lát, những nơi bị đánh trúng tỏa ra ánh sáng màu vàng, lần nữa biến thành vảy rắn. Thạch huynh đệ không khổ là người sở hữu linh đồng chi thể, liếc mắt đã nhận ra chân thân của chúng rồi. Thanh Trường Thiên thấy như vậy không khỏi tấm tắc khen hay. Xích Nghệ Tử cũng tỏ ra vẻ ngạc nhiên, chỉ có lửa cảnh nhếch miệng khinh thường. Trên đường tới đây, chưa gì đã từng giao thủ với những thứ rễ cây ẩn chứa lực lượng ngũ hành như vậy chưa? Thạch Mục hồi lại không chút khách khí. Tuy rằng lúc trước hắn cùng tỷ đệ Mã Lung hợp tác đối phó với rễ cây hình người mang thuộc tính thủy, nhưng dựa vào tình hình trước mắt này, đám rễ cây của thủ linh viên ẩn chứa lực lượng ngũ hành, không chỉ ngưng kết thành hình quái nhân rễ cây như lúc trước nữa, mà còn hóa thành hình dạng yêu thú trong bí cảnh. Kể từ đó bọn họ chỉ sợ gặp phiền toái lớn rồi đây. Những thứ rễ cây cao dài này có thể sử dụng lực lượng ngũ hành khắc chế công pháp của chúng ta, quả thật rất khó đối phó đó. Xích ni tử nhẹ gật đầu Sắc mặt cũng mang vài phần ngưng trọng Quảng nhiều như vậy làm gì chứ Kẻ nào dám chặn đường chúng ta đều phải chết Lửa cảnh hừ một tiếng Thân thể đại phóng lục quang lao thẳng về phía trước Họ lửa vung tay lên Một đạo lục vụ bắn ra Hóa thành đại mãng xà xanh lè Tấn công phi dựt giác mãn tập kích gã ban nãy Giác mãn kia không cam lòng yếu thế Nghênh thân vọt lên Hai con mãng xà quấn quanh một chỗ Phi dựt giác mãn đụng phải lục mãn Lập tức gầm rú thống khổ thân thể theo đó bị ăn mòn. Lữ cảnh vung tay lên, một thanh phi kiếm lũ sắt bay ra, tảng mát ra đạo đạo tà quang. Xoèn xoẹt, kiếm quang lóe lên, hóa thành 10 đạo lục mang thực nhỏ, đâm xuyên thân thể phi dực giác mãn. Giác mãn bị đâm thủng 10 cái lỗ máu lớn bằng chén cơm, miệng vết thương còn chuyển thành màu xanh. Hơn nữa vẫn đang lan rộng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nó rung rẩy vài cái, sau đó vô lực ngã xuống. Lữ cảnh liên tục vung vẩy hai tay, phi kiếm màu xanh đại phóng kiếm mang lướt qua phần cổ phi dực giác mãn nhẹ nhàng chém rớt đầu nó hai đoạn thi thể của phi dực giác mãn rơi xuống nửa chừng liền hóa thành hai đoạn rễ cây một ngắn một dài bị sương mù màu lục hòa tan thành một bãi nước mũ giống một tiếng đám yêu thú còn lại do rễ cây biến thành thấy như vậy đồng loạt gầm lên nhau đến vị trí của lữ cảnh họ lữ không chút nao núng cười nhạt một tiếng thân thể đại phóng lục quang sau đó đột nhiên bạo liệt hơn 10 đạo lục quang bắn ra tấn công đám yêu thú. Chứ vậy chúng ta cũng ra tay đi, tranh thủ tốc chiến tốc thắng. Thủ Linh Dương điều động những rễ cây như vậy ở đây chỉ sợ bản thể đã xảy ra biến cố gì đó rồi. Thanh Trường Thiên nói ra, nói xong gã luyện biến bất vô tung, sau một khắc đã xuất hiện phía trước vài con yêu thú ở trên không, dao găm trong tay tỏa sáng rực rỡ, hơn 10 đạo đau mang chém về phía trước. Tiếng lèn kèn vang lên không ngớt, liền có mấy con yêu thú bị thương thế nhưng mà thân thể của chúng vô cùng cứng rắn, lại còn hung hãn không sợ chết, tiếp tục nhào tới thanh trường thiên. Thanh trường thiên hét lớn một tiếng, thân hình phiêu hút tựa như ảo ảnh xoay tròn, vây quanh đám yêu thú. Từng đạo đao mang màu xanh từ trên trời giáng xuống, căn bản không biết từ đâu xuất hiện, chém như mưa xuống đầu bọn chúng. Yêu thú gầm lên phẫn nộ, đánh lung tung xung quanh, từng đoàn linh quan bạo liệt nhưng mà không thể chạm đến vạt áo của thanh trường thiên. Thành mục và xích nghề tử cũng lao đến, cả người họ xích được ngọn lửa màu đen bao bọc tỏa ra nhiệt độ cực cao khiến cho hư không xung quanh cũng trở nên vặn vẹo xoẹt một tiếng một đạo hỏa quang rực sáng bắn ra từ tay gã nhìn không ra là binh khí gì chém xuống một con tích dịch đỏ rực tích dịch há to cái miệng phun ra một quả cầu lửa lớn chừng mấy trượng đón đỡ hỏa quang kia những nơi mà nó đi qua không gian xung quanh đều trở nên méo mó là chú thích nha tích dịch có nghĩa là con rắn mối hay là tắc kè gì đó tiếp tục hỏa quang rực rỡ lóe lên bổ đôi hỏa cầu dư uy không giảm mà vẫn tiếp tục chém lên thân thể thích dịch sẽ nó thành hai nửa cháy rụi thành tro tàn trong lúc đó thạch một sử dụng bí thuật đồ đằng biến thân thân thể được kim giáp bao bọc trở thành cửa hán kim giáp khí tức tăng vọt mang theo khí thế cuồng bạo tỏa ra xung quanh ngay cả không khí cũng vang lên từng hồi lớp bớp hắn không sử dụng vẫn thiết đau cung mà lao thẳng đến một mảnh hổ màu xanh cao chừng mấy trượng Mảnh hổ gầm to một tiếng, móng vuốt khổng lồ chụp xuống đầu hắn, đồng thời đuôi hổ tựa như là roi thép quét ngang tới. Mang theo tiếng xé gió vùng vút, vuốt hổ phát ra thành mang xé rách hư không. Thành Mục không thèm trốn tránh, sử dụng lực lượng toàn thân tung ra nắm đấm rực rỡ chói mắt. Đuôi cùng vuốt hổ chỉ còn chút nữa là đánh trúng người Thạch Mục, thì nắm đấm của hắn đã phát sau mà đến trước, đánh mạnh lên đầu mảnh hổ, tạo nên một trạng tiếng răng rắc giòn vang, thân thể khổng lồ của mảnh hổ bị một luồng cự lực đánh văng ra ngoài mảnh hổ bay giữa không trung mũi rịnh ra máu tươi há miệng hét thảm một tiếng thạch mục khẽ nhoáng thân hình lóe lên đuổi theo cánh tay khẽ động một quyền bay ra mang theo lực lượng vạn nhân đánh lên phần cổ của nó răng rắc một tiếng phần cổ gãy lìa mảnh hổ màu xanh rơi thẳng xuống đất không còn chút khí thức gì hai quyền đánh chết một yêu thú địa dây do rễ cây hóa hình Cảnh tượng khiến cho ba người gần đó không khỏi trợn mắt há mồm. Thạch Mục vẫn không ngừng lại lao đến một yêu thú khác gần đó. Đám rỉ cây này tuy rằng lợi hại, nhưng bốn người bọn họ đều là cường giả ngang dặm mới tìm được một. Dưới sự hợp lực của bọn họ, không bao lâu sau, tất cả yêu thú đều bị diệt cho sạch sẽ. Hey, cuối cùng đã giải quyết xong rồi, thật là khó khăn đó. Thanh Trường Thiên quơ quơ cánh tay phải thở nhẹ ra một hơi. Chém giết nhiều rễ cây địa dai như vậy cũng khiến cho bọn họ tổn hao không nhỏ. Chỉ sợ không có thời gian nghỉ ngơi Các ngươi nhìn xem kìa Xích ngây tử chỉ về phía trước Những người còn lại nhìn sang Chỉ thấy cấm địa phía trước mơ hồ hiện lên Một cái cục sáng bàn bạc từ trên trời giáng xuống Tản ra từng vùng ánh sáng nhàn nhạt Tuy rằng khoảng cách tương đối xa Nhưng bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng Hướng kia Xem ra thủ linh dương đã xảy ra chuyện gì đó rồi Quả thực không có thời gian để chúng ta nghỉ ngơi rồi Đi mau Thanh trường thiên nhướng mày nói ra Bốn người không nói thêm cái gì, lần lượt sử dụng đụng quang bay nhanh về phía cột sáng màu bạc. Quãng đường tiếp theo cũng không gặp phải yêu thú nào khác cả, tốc độ bốn người lại nhanh, sau một lát đã tới gần cột sáng màu bạc kia rồi. Âm thanh đấu pháp rầm rầm kịch liệt truyền đến từ phía trước, còn có chấn động mãnh liệt của pháp lực nữa. Có kể tới trước rồi. Bốn người giật mình. Đừng giỏi, đã có đánh nhau, xem ra vẫn chưa đắc thủ đâu. Thanh Trường Thiên nói ra, Bốn người lập tức tăng tốc, rất nhanh đã đến bên cạnh cột sáng màu bạc Thạch mục nhìn thấy một thân đại thụ cao mấy trăm trượng So với ngọn núi còn muốn lớn hơn, khóe mắt không khỏi nheo lại Chỉ là không biết tại sao cây này thoạt nhìn héo rũ Phân nửa lá cây đã rụng xuống đất, số còn lại cũng lộ ra vẻ khô héo cùng cực Thạch mục đảo mắt nhìn quanh, nội tâm lập tức chấn động Trên một ngọn cây của đại thụ còn có một cây nhỏ màu xanh lá cây cao chừng một trượng Cắm rễ vào thân đại thụ xem ra nguyên khí của đại thụ kia đã bị cây nhỏ này hút khô. Tuy rằng so với thân cây khổng lồ bên cạnh, tiểu thụ kia chỉ như là một cái chấm nhỏ li ti không dễ nhận ra, nhưng cục sáng bàn bạc trên trời buông xuống bao phủ nó vào trong khiến tiểu thụ trở nên vô cùng nổi bật. Ba người còn lại cũng nhanh chóng nhìn thấy cái cây nhỏ màu xanh lá. Giật kia, đúng là thủ linh dương rồi. Thanh trường thiên thúc lên mừng rỡ, xích nghi tử cùng lửa cảnh cũng lộ ra vẻ tham lam. Có điều bốn người cũng không tiếp tục lại gần bởi vì bên cạnh đại thủ đang diễn ra hai trận quyết đấu vô cùng kịch liệt. Thành một dời mắt nhìn sang hai trận quyết đấu sắc mặt hơi đổi. Có thể nhìn thấy hai cái rễ cây khổng lồ cấp thiên vị, một cái toàn thân ố vàng tỏa ra chấn động thuộc tính thủ mãnh liệt. Cái còn lại tản mát ra hồng quang chói mắt cùng lực lượng hỏa diễm cuồng bạo, đúng là rễ cây thiên vị thuộc tính hỏa. Hai cự nhân rễ cây này không hề thua kém rễ cây thuộc tính thủy, mà thạch mục và tỷ đệ mã lung liên thủ đối phó lúc trước quyết đấu với rễ cây màu vàng là một nam tử nhân tộc mặt trường bào nguyệt sắc thạch mục có chút ấn tượng với người này chính là thanh niên đã cùng truyền tống đến cùng địa phương với hắn cự nhân màu vàng miệng phun ra hoàng mang một đôi cự trưởng như bảo táp mưa xa công kích thanh niên nho nhã nhưng đều bị gã đón đỡ một cách thông dong không thể người được người này lợi lợi hại như vậy thành Mục âm thầm đánh giá thực lực của đối phương đối thủ của rễ cây màu đỏ là một cái vùng lốc xoáy màu vàng cuồng phong đánh ra vô số công kích bất phần thắng bại với rễ cây màu đỏ bên trong lốc xoáy có thể lờ mờ nhận ra hai bốn người mơ hồ không rõ đúng là huynh đệ ưu thị <laughs> bọn hóng quả nhưng đã đến rồi kẻ còn lại là ai vậy thoạt nhìn thực lực không kém thạch mục nè hắn là đồng tộc của ngươi hai người có quan hệ gì vậy lữ cảnh nhìn về phía thạch mục giọng nói không chút hảo ý chẳng lẽ nhân tộc nào mà tiến vào bí cảnh này đều có liên quan tới tệ hạ hay sao vậy Thạch Mục đáp lại một cách bình tĩnh <laughs> Ai mà biết được người nói thật hay giả chứ Lữ Cảnh gằn giọng Lữ Cảnh đừng nói nhăn nói cụi nữa Kế tiếp ai biết phát sinh chuyện gì Xích ngây tử lườm Lữ Cảnh rồi nói Nói xong người gã giấy lên liệt diễm hừng hực Đang muốn ra tay Đúng vào lúc này cột sáng màu bạc chung quanh Tiểu thủ màu xanh bất chợt dậy sống Quang mang nhanh chóng thu lại Trong chớp mắt chỉ nhỏ bằng chén ăn cơm Nhưng vẫn rực rỡ dị thường Cảnh tượng này khiến cho bốn người thạch mục biến đổi sắc mặt đình chỉ hành động. Dưới ánh nhìn chăm chú của bọn họ, một gốc tiểu thụ xanh biếc đang phóng tới cột sáng màu bạc. Chỉ thấy trên đỉnh của nó có một cái bóng người cùng màu, tựa như linh thể. Thân thể lựa mờ không rõ, ngũ quan mơ hồ, nhưng có thể nhận ra nó đang ngẩng mặt lên trời. Cột sáng lớn cỡ chén ăn cơm từ trên trời giáng xuống, hóa thành lưu quan ngân sắc, bay vào trong miệng bóng người màu xanh lá. Sau khi hấp thu lưu quan bàn bạc, bóng người xanh biếc dần dần trở nên ngưng thực, Bốn người kia hẳn là nguyên thần của thủ linh dương không ổn rồi nó đang hấp thụ tinh hoa trợ đất để tiến dây một khi thành công thực lực lập tức tăng mạnh hơn nữa còn có thể sinh ra thần thông mới khác nữa đến lúc đó sẽ toàn lực thoát khỏi hạn chế của bí cảnh mau ngăn nó lại thanh trường thiên hét lớn ba người còn lại nghe như vậy thì cả kinh không hẹn mà cùng phi thân đánh tới đỉnh đại thụ ô thị huynh đệ sớm đã chú ý tới bọn họ mắt thấy bốn người đánh tới tiểu thụ màu xanh lá cây ánh mắt cả kinh đang muốn ra tay ngăn trở Đúng vào lúc này, bốn người bên trên tiểu thụ xanh biếc bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Nó phát ra tiếng kêu bén nhọn, thân thể đại phóng lục quang, hai cánh tay mơ hồ vung vẩy, hai cục sáng một ánh kim, một lục theo đó bắn ra. Mặt đất rung lắc ầm ầm, sau đó tách ra hai bên, từng đám rễ cây thu to chui ra khỏi mặt đất, trong đó một nửa có màu vàng kim, nửa còn lại mang màu xanh lá. Hai loại rễ cây đang xen một hồi, ngưng tụ thành hai cự nhân rực rỡ chói mắt, cùng nồng đậm lục quang, cả hai đều có khí thức thiên vị ngăn trở bốn người thạch mục sau khi xuất ra một chiêu vừa rồi lục quang trên cơ thể của người tí hon màu xanh lá trên đỉnh tiểu thụ chợt có chút run rẩy tốc độ tiến dài dường như cũng bị ảnh hưởng chút ít cự nhân màu xanh lá vừa mới thành hình liền vương bàn tay lớn như căn phòng đánh xuống bốn người tựa như chụp rùi cả bốn người nào dám đón đỡ buộc phải dừng lại tránh sang hai bên cự nhân lục sắc một trảo không trúng liền há miệng gầm rú tấn công thạch mục cùng lửa cảnh lục quang lóe lên mấy chục quang cầu lũ lượt bay ra đổ ập xuống đầu của hai người bề mặt mỗi quang cầu hiện ra vô số hộ quang điện màu xanh lá đúng là ức một thần lôi Thành một cùng lửa cảnh nhìn nhau sau đó đồng loạt quát khẽ một tiếng chia ra thúc giục công pháp liên thủ ngăn cản phía bên kia cự nhân kim sắc đang ngăn cản hai người xích nghi tử cùng thanh trường thiên thân thể cự nhân nhấp nháy kim quang mấy trăm mũi kim bay ra nhằm về phía thanh trường thiên cùng xích nghi tử tạo nên tiếng rít chói tai Thanh Trường Thiên đôi mắt lóe lên, thân thể hiện ra một tầng lam quang quỷ dị, cả người gã theo đó thu nhỏ nhanh chóng, dung nhập vào cái bóng của mình trong nháy mắt. Vèo một tiếng, thanh ảnh lướt sang mặt đất, nhanh chóng vượt qua sự truy cản của cự nhân kim sắc, để lại cái đám một châm cho xích nghi tử tự mình ứng phó. Thanh Trường Thiên, lão tử không để yên cho ngươi đâu! Xích nghi tử giận dữ chửi ầm lên, chửi thì chửi, gã cũng không có thủ đoạn đụng thuật xuất quỷ nhập thần như là Thanh Trường Thiên lúc nãy muốn tránh cũng đã không kịp. Chỉ nghe họ xích gầm lên một tiếng, xích diễm hừng hực xoay tròn quanh thân một hồi, ngưng tụ thành một cái xích diễm quang thuẫn hình mai rùa, phù văn lượn lờ chắn trước người. Một hồi âm thanh dậy đặc như mưa rào vang lên. Mấy trăm cành cây màu vàng đâm trúng, có nửa số đó hung hăng đâm vào xích diễm quang thuẫn được chắn trước người xích nghi tử. Mặt ngoài quang thuẫn diễm mang lưu chuyển, tiếp theo chớp lên điên cuồng. Cành cây màu vàng đâm vào nhau nhau tan rã, Bất quá xích nghi tử cùng quan thuẫn do bị một lực lượng khổng lồ đánh tới đồng thời nên bị đánh bay ra bên ngoài. Hai tay xích nghi tử giao ở trước người, bị đánh bay ra xa hơn trăm trượng mới ổn định lại được thân hình. Cự nhân rễ cây màu vàng bước từng bước trầm trọng, tốc độ không giảm chút nào, đánh tới xích nghi tử, bàn tay to lớn lần nữa trảo tới. Bên kia, trên thân hình của cự nhân rễ cây màu xanh bỗng nhiên mọc ra từng đám cây dây leo thô to màu xanh, giống như xúc tu bạch tuộc đem mọi nơi phá hủy. Bên cạnh đó, miệng của nó thỉnh thoảng cùng phun ra những quả cầu ánh sáng màu xanh, dùng ép hai người thành một cùng lửa cảnh, nhất thời có chút luống cuốn tay chân. Lấy thực lực của hai người, vậy mà không tìm được điểm yếu nào của đối phương, nhưng may mà việc né tránh công kích cũng không quá khó khăn. Hai người liên tục di chuyển vị trí để né tránh công kích, đồng thời cũng chú ý tới tình huống bên kia. Không ngờ tên thanh trường thiên kia đã tu luyện động thuộc đến trình độ như vậy rồi. Lữ cảnh lầm bầm một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, quanh thân gã sương mù màu lục đại thịnh đám dây leo lục sắc chỉ vừa chạm đến đã bị thối rửa dẫn tới thế công suy giảm nhưng mà lữ cảnh tựa hồ rất kiên kỵ những quả cầu ánh sáng màu xanh cẩn thận từng ly từng tí né tránh không hề có ý định đụng vào thành một thu hồi ánh mắt sau lưng lóe lên ánh lửa hiện ra một đôi cánh được xích diễm bao bọc lách mình né tránh mấy đạo công kích của dây leo cùng quan cầu đồng thời hàng loạt ý nghĩ xuất hiện trong đầu trên đường đến đây hắn đã nghe đám người thanh trường thiên nói Thụ Linh Vương tuy rằng có muôn vàng hóa thân thực lực kinh người, nhưng mà bản thể kỳ thực cũng không quá mức lợi hại, chỉ cần một đĩa dai võ giả có chút thực lực liền có thể bắt được rồi. Ngay vào lúc này, sau lưng hắn đồng thời truyền đến tiếng xé gió từ bốn năm phương hướng, rõ ràng là sáu cái dây leo lục sắc giống như đuôi rắn quét qua, xen giữa dây leo là những cái quan cầu màu xanh liên tục chớp động, hơn 10 khối quan cầu xen lẫn trong đó. Hai mắt thạch mục hơi nheo lại, một tia kim mang hiện lên trong mắt. Tiếp theo thân hình một cái mơ hồ Hóa thành một đảo xích ảnh Tại xung quanh là đầy trời dây leo Cùng quan cầu quỷ dị chớp động mấy cái Hắn lại giống như đi dạo giữa chúng không người Lách mình mà ra Thế nhưng vừa mới thoát thân chung quanh lại có rậm rạp chằng chịt dây leo Cùng quan cầu kéo tới Thực sự là không thể tiếp tục tránh né được nữa Hai người bọn thạch mục tuy rằng ra sức dễ dụa Nhưng mà thực lực của cử nhân màu xanh quá sức mạnh mẽ những dây leo rậm rạp chằng chịt đem phạm vi hơn một dặm xung quanh vây kín thành một quả cầu xanh biếc không kẻ hở gắt gao cuốn lấy thạch mục cùng lửa cảnh trong thời gian ngắn căn bản không thể thoát thân được lúc này thanh trường thiên hóa thành thanh sắc đã nhanh chóng đến gần chỗ của gốc cây đại thụ gần thụ linh vương hấp dẫn tất cả sự chú ý của mọi người ở đây mặc dù vậy mọi người đều bị cự nhân rễ cây cuốn lấy không thể thoát thân được <laughs> Chưa vậy cứ từ từ mà tới nha Tại hạ xin phép đi trước một chút vậy Trong bóng râm Thanh Trường Thiên cười đắc ý Một đạo bóng dáng thanh sắc hẹp dài lóe lên Sát nhập vào bóng râm của gốc đại thụ Tốc độ lập tức bạo tăng mấy lần Dọc theo thân hình cổ thụ bay lên Gấp gáp lao tới chỗ của thụ linh vương Thanh niên nhân tộc nho nhã Thấy cảnh này sắc mặt trầm xuống Trong mắt của gã bỗng nổi lên Một hồi ánh sáng màu xanh Hào quang chói mắt ngưng tụ thành hai cục sáng màu lam nhìn chằm chằm vào cự nhân rễ cây phía trước hai đạo ánh sáng màu lam lóe lên rồi biến mất dung nhập vào hư không bên cạnh thân hình cự nhân rễ cây hư không lập tức kịch liệt ba động một hồi hiện ra từng vùng gợn sóng thanh niên nho nhã lẩm bẩm niệm chú hai tay vung vẩy từng vùng không gian gợn sóng thình lình đem cự nhân rễ cây màu vàng bao trùm trong nháy mắt động tác của cự nhân rễ cây bị đình chỉ dường như bị đóng băng lại vậy thanh niên nho nhã vung tay lên bên ngoài thân bỗng nhiên bay ra vô số tia sáng màu trắng ống ánh lồng lanh thoạt nhìn cứng cỏi vô cùng tia sáng màu trắng lóe lên thình lình bắn ra chui vào trong thân thể của cự nhân rễ cây màu vàng sau một khắc không gian ba động xung quanh cự nhân rễ cây màu vàng tiêu tán cự nhân rễ cây lập tức khôi phục lại được hành động cự nhân rễ cây màu vàng phát ra một tiếng gầm giận dữ đánh tới thanh niên nho nhã lãnh sắc trong mắt thanh niên nho nhã lóe lên hai tay vung lên những tia sáng màu trắng đâm vào thân hình của cự nhân rễ cây bỗng nhiên kéo căng cự nhân rễ cây màu vàng lần nữa ngưng trụ hành động sau một khắc thân thể to lớn ầm ầm hóa thành vô số mảnh vỡ bạo liệt ra xung quanh một cự nhân thiên vị cứ như vậy nhẹ nhàng ngã xuống thanh niên nho nhã phất tay đánh chết cự nhân sắc mặt có chút trắng bệch nhưng lúc này trước người không còn ngăn trở thân hình thoáng một cái lao tới đại thụ Gã bước một bước, thân hình lắc lư, vậy mà trong nháy mắt kéo dài qua ba bốn mươi trượng khoảng cách, giống như xúc địa thành thú đuổi theo thanh trường thiên. Thường pháp của thanh niên nho nhã tuy rằng nhanh chóng, nhưng dù sao cũng xuất phát chậm hơn thanh trường thiên không ít. Thanh trường thiên tới trước mặt thủ linh vương trước, thân hình hiện ra từ trong đảo ánh sáng màu xanh, sắc mặt vui mừng, đột nhiên một tay chụp xuống. Mạng lớn thanh quan hiện ra, ngưng tụ thành một cái đại thủ màu xanh, chụp vào nguyên thần của thủ linh vương, Nguyên thần của thủ linh vương không nhúc nhích tí nào, vẫn như trước bảo trì tư thế ngửa đầu lên trời, nố khúc cái cột sáng màu bạc, dường như không chú ý tới đại thủ màu xanh đang đánh tới. Ngay tại khoảnh khắc đại thủ màu xanh còn cách nguyên thần thủ linh vương chưa đủ một trượng, phía trước chợt hiện ra mảng lớn kim quang. Xung quanh cây nhỏ màu xanh liền hiện ra chằng chịt vô số cái rễ cây, những sợi rễ cây này như sợi tóc vậy, nhưng mà mỗi một sợi đều có kim quang lập lòe, trong nháy mắt tạo thành một cái kết giới bằng rễ cây, bảo vệ cây nhỏ màu xanh cùng nguyên thần bên trong. Đại thủ màu xanh chợp vào kết giới bằng rễ cây, kim quang lóe lên, đại thủ trực tiếp vỡ vụn, vậy mà không chút nào chấn động được kết giới. Thân hình thanh trường thiên lão đảo một cái, sắc mặt trầm xuống, hai tay đảo lực, hiện ra một thanh đoạn đau tinh xảo. Hai tay của gã điểm ra liên hoàng, từng đảo tinh quang rơi vào phía trên đoạn đau. Tinh quang chói mắt từ đoạn đau lan ra, âm thanh sấm bão trong mắt lan rộng ra xung quanh đoạn đau tinh xảo phồng lớn lên gấp mấy chục lần biến thành một thanh đau khổng lồ màu bạc dài hơn 10 trượng đau khí của lưỡi đau khổng lồ hóa thành sương mù màu bạc bao phủ hơn 10 trượng phạm vi chỉ cần nhìn thôi cũng đủ để làm cho mù mắt người bình thường rồi không gian xung quanh bị đau khí cắt vỡ mở ra một khe nứt màu đen thanh trường thiên hét lớn một tiếng hai tay như cầm một cái vật vô hình đột nhiên vung lên lưỡi đao khổng lồ màu bạc xẹt qua từng đạo tàn ảnh mở ra một đạo vết nứt không gian ở trên hư không hung hăng trảm phách vào kết giới bằng rễ cây một tiếng vàng thật lớn đao mang màu bạc tăng vọt trong nháy mắt bao phủ kết giới rễ cây màu vàng vào trong nhất thời không thể chứng kiến tình hình bên trong đó nữa mắt thấy cảnh này mọi người đang cùng cự nhân rễ cây đại chiến đều nhau nhau giật mình thành một lúc này hầu như đã dùng hết thủ đoạn lại vẫn không cách nào thoát thân được tay trái để trong bao da năm ngón tay nắm chặt kim quang trong mắt lóe lên nhìn về phía không trung đồng tử hơi coi rụt lại bất quá sau một khắc ánh mắt của gã lại buông lỏng lưỡi đau khổng lồ màu bạc bị kết giới ngăn chặn mặc cho hào quang lập lòe đau khí rung động lắc lư cũng không cách nào tiến thêm một bước nữa thanh trường thiên lộ ra vẻ kinh ngạc ánh mắt trầm như nước vào thời khắc này bên cạnh gã bốn người nhoáng một cái thanh niên nho nhã tại thời gian trì hoãn này đã tới rồi cút ngay thanh niên nho nhã khinh miệt hừ lạnh một tiếng một tay phất lên trong tay lóe lên tử quan nhiều hơn một thanh cự phủ màu tím đánh tới đầu lâu của thanh trường thiên ngoại hình phong cách của cự phủ màu tím cực kỳ cổ xưa trên mặt chỉ có một chút hoa văn màu tím đơn giản thoạt nhìn tựa như là một cây rượu bổ củi bình thường của nhà nông nhưng mà cự phủ lại tản mát ra một cổ khí tức bao la mờ mịt làm cho người ta kinh hùng bạc vía một đạo phủ mang hùng vĩ màu tím từ cự phủ bắn ra chém về phía thanh trường thiên. Những nơi mà phủ mang đi qua hư không yếu ớt như trang giấy, đơn giản bị đánh tăng. Thanh trường thiên dùng mình, một tay đột nhiên rảo ra. Lưỡi đau khổng lồ màu bạc bay vụt về, ngăn tại đỉnh đầu của gã. Anh một tiếng, phủ mang màu tím chạm tới lưỡi đau khổng lồ màu bạc. Hào quang của lưỡi đau màu bạc chợt hiện, rằng rạc một tiếng, hiện ra một đảo vết rạng. Thanh trường thiên liền bị một cổ manh lực chấn bay ra ngoài trọn vẹn bay ra tầm hơn 10 trượng mới đứng vững lại được thân hình. Nhìn thấy vết trạng trên lưỡi đau, gã không kìm lộ ra vẻ thương tiếc, vội vàng đánh một đạo pháp quyết. Lưỡi đau khổng lồ màu bạc lóe lên hào quang, nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một thanh đoạn đau tinh xảo như lúc trước. Bất qua lưỡi đau đã xuất hiện một vết trạng cực kỳ bắt mắt rồi. Hào quang của đoạn đau ảm đạm phát ra tiếng gào thét trầm thấp. Muốn chết! Thanh Trường Thiên cực kỳ tức giận, há miệng nuốt lấy đoạn đao ánh mắt nhìn về phía thanh niên nho nhã tràn đầy oán độc. Thanh niên nho nhã sau khi một búa đánh bay thanh trường thiên cũng không truy kích, bên ngoài tỏa sáng hậu quang, một cổ linh lực ba động từ trên người gã phát ra, thình linh gần đạt đến cảnh giới thiên vị. Đại phủ một tím trong tay đại phóng quang mang, thân búa phát ra hậu quang ngút trời, hầu như trở nên trong suốt. Thanh niên nho nhã hét lớn một tiếng, cánh tay khẽ động, chém tới kích giới rễ cây màu vàng. Xoẹt một tiếng, phủ mang màu tím to lớn bắn ra, thế chống vạn quân. Thân thể thanh niên nho nhã như con quay xoay tròn, cánh tay huy động liên tục, liên tiếp bổ ra hai búa. Hai đạo phủ ảnh bắn ra, trong nháy mắt đuổi kịp đạo phủ ảnh thứ nhất. Ba đạo phủ mang lóe lên hòa làm một, biến thành một đạo tử mang hình trăng lưỡi liềm, tới bảy tám trượng. Tử mang mang theo vô số phụ văn ở bên trong, tán mắt ra một cổ uy áp đáng sợ không thể nói rõ, chung quanh hư không vặn vẹo một hồi phương viên vài dặm xung quanh phong vân cuồn cuộn kịch liệt thiên địa linh khí mãnh liệt mà đến như thủy triều sáp nhập vào bên trong phủ mang màu tím phủ mang màu tím dưới sự quán chú của thiên địa linh khí lần nữa biến lớn mặt ngoài hiện ra từng đạo hụ quan điện chói mắt màu tím hết thảy nói thì phức tạp kỳ thực thời gian xảy ra nhiều lắm chỉ là một cái nháy mắt một tiếng vàng thật lớn phủ mang hình trăng lưỡi liềm màu tím hung hăng phát trảm lên kết giới rễ cây màu vàng kết giới rễ cây lóe hiện quang mang nhưng mà vẫn bị lưỡi búa chém xuống từng chút một theo một tiếng vang rầm trời kết giới rễ cây rốt cuộc vỡ nát nhưng mà phủ mang màu tím cũng đã tiêu hao cạn kiệt theo đó ầm ầm tiêu tán khiến cho thân hình thanh niên nho nhã chấn động lùi ngược về sau cây nhỏ xanh biếc cũng nguyên thần của nó rốt cuộc hoàn toàn lộ ra trước mặt mọi người dĩ nhiên người đứng gần nhất lúc này chỉ có một mình thanh niên nho nhã mà thôi nhìn thấy kết giới màu vàng như lưới tóc bệnh chặt rút cuộc tán loạn thành vô số điểm sáng giữa không trung thanh niên nho nhã không kìm được vẻ vui mừng gã lật tay lấy ra một tấm bùa tím biếc đang muốn phi thân xông đến thì chợt thấy cột sáng màu bạc trong miệng người tí hon nhanh chóng biến mất trên đỉnh tiểu thụ xanh biếc một bóng người sáng loáng chợt đứng thẳng dậy thân ảnh này cao không quá ba thước toàn thân sáng rực trong đó mơ hồ thấy được phụ văn lưu chuyển trên người phủ đầy lá cây khuôn mặt non nớt tựa như là một đứa trẻ mặc yếm màu phỉ thúy không ổn thanh niên nho nhã nhìn thoáng qua thì thấy thân thể đứa trẻ kia được bọc trong thanh quan sắc mặt liền trở nên khó coi vội vàng phi thân xung lên chỉ thấy thân thể đứa trẻ bỗng nhiên sáng lên từng vòng linh quang ngũ sắc ba động theo đó lan ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được khí tức ẩn chứa bên trong dĩ nhiên mạnh mẽ hơn trước gấp mấy lần thanh niên nho nhã mắc kẹt trong vòng linh quang thân hình lập tức trì trệ nhưng theo hào quang trong mắt sáng lên gã lần nữa khôi phục hành động trong lúc đó, đám cự nhân rễ cây gần đó cảm nhận được linh quang ngũ sắc giữa không trung. Thân hình trong chớp mắt bỗng nhiên bừng sáng, đồng thời biến lớn gấp đôi. Cự nhân rễ cây màu đỏ tung ra một quyền. Mảng lớn xích diễm như là núi hô biển gầm bay ra, lập tức đánh văng vội rồng do huynh đệ họ ô biến thành ra xa mười trượng. Ánh sáng bên ngoài chớp nhá như muốn tan vỡ. Cự nhân lúc này ngoài thân phóng ra càng nhiều dây leo đến mức dày đặc không kẻ hở. Tường sợi dây leo thình lình quấn lấy thành một cùng lửa cảnh, Thành mục quát khẽ một tiếng, vẫn thiết mạch đau trong tay vung lên. Từng đạo đau mang rít gào thoáng chốc xé rách vô số dây leo xanh biếc cuộn tới trước mặt. Hai mắt lửa cảnh lúc này hiện lên sắc xanh, sương mù nồng đậm quanh thân luẩn quẩn chưa quá phạm vi một trượng. Đồng dạng cố sức né tránh cái dây leo cùng quan cầu. Tuy rằng hai người có thể miễn cưỡng chống đỡ công kích của cử nhân trước mặt, nhưng mà việc thoát thân để trở nên ngày càng khó khăn hơn. Lúc này đứa trẻ mặt yếm kia khuôn mặt non nớt thanh tú, nhưng thanh âm lại như là lão nhân trăm tuổi. Tiếng cười của nó khàn khàn khó nghe, chỉ thấy nó khẽ nhoáng thân hình, chui tọt vào thân cây xanh biếc, trong lúc thanh niên nho nhã đang gắn gượng xông tới, mặt ngoài tiểu thủ ánh lên rực rỡ, thân thể vốn dĩ cao hơn trượng bỗng nhiên thu nhỏ lại. Sau một lát chỉ còn chưa đến nửa trượng, mà kích thước chỉ bằng cánh tay đứa trẻ mà thôi. Lại nghe một tiếng vèo vang lên, tiểu thủ lay động một cái, thân hình bỗng nhiên trùng xuống như là ẩn nấp vào bên trong đại thụ không tốt thủ linh dương muốn chạy trốn rồi thanh trường thiên bị thanh niên nho nhã một búa bước lui lúc này ổn định thân hình lần nữa vọt lên vừa vặn nhìn thấy cảnh này lập tức biến sắc mà hô lớn chỉ thấy cánh chim sau lưng của gã gian rộng thân thể đột nhiên xuất hiện vô số dòng khí xanh biếc mà mắt thường có thể thấy được không ngừng lượn lờ sau đó bao bọc người gã trong nháy mắt cuồng phong nổi lên thanh trường thiên lập tức hóa thành một đạo thanh quang lao nhanh về phía tiểu thụ giờ phút này cây nhỏ kia đã chìm sâu vào trong thân cây đại thụ chỉ còn lại một phần thân thể để lộ ra bên ngoài đến thanh âm như hoàng trung đại lữ bỗng nhiên vang lên từng vòng lực lượng không gian tựa như thực chất lan ra khiến cho tiểu thụ xanh biết đột nhiên dừng lại không thể động đậy chỉ thấy đôi mắt thanh niên nho nhã phát ra ánh sáng màu lam da thịt giữa trán tách ra hai bên để lộ ra con mắt bạc nằm dọc con mắt chính giữa phát sáng lóng lánh chăm chú quan sát tiểu thụ trước mặt thanh trường thiên hóa thành thanh quang vốn chỉ còn cách cây nhỏ chừng hơn nửa trượng cánh tay vẫn đang đưa về phía trước lúc này cũng không cách nào động đậy thanh niên nho nhã nắm lấy cự phủ mặt không biểu tình tiến về phía trước thò tay chụp lấy nửa người tiểu thụ đang lộ ra ngoài kia nhưng mà đúng vào lúc này dị biến lại phát sinh cây nhỏ dưới chân đại thụ thình lình rung rẩy kịch liệt sau đó ầm vang một tiếng nổ văng tung tóe tư lụa năm màu bỗng nhiên thò ra phá không lao tới quấn chặt tiểu thụ xanh biếc gần như cùng lúc ngũ thải linh quang tựa như tên nhọn bắn vụt về phía thanh niên nho nhã khoảng cách cực gần xuất hiện lễ bất ngờ khiến cho gã không thể ngừng lại ra tay đón đỡ chỉ thấy tiểu thụ được một luồng đại lực dẫn dắt vẽ thành đường vòng cung giữa không trung sau đó rơi xuống một bóng người thấp bé đi ra một tay lôi kéo tư lụa năm màu tay kia thì dò xét không trung đón lấy tiểu thụ xanh biếc Người đến tháp bé như là một đứa trẻ, y phục màu tím, trên đầu có hai biếm tóc sừng dê thoạt nhìn vô cùng đáng yêu, chính là tiểu cô nương nhân tộc Tử Lăng mà Thạch Mục đã gặp trước đây. Hết tập 90 của bộ truyện Huyền Giới Chi Mung. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.